passion is creating realistic buses from scratch and a very large city. Hello. This takes some time. Your payments may help us dedicate more time on these tasks. This is just a prototype. Over the next years, it will become more professional and beautiful. If you support us, this message won't appear anymore. Quan tâm bus meta giác và all up giác là giác đấy thì hôm nay mình sẽ về cái xe mới, xe này như là con Chevrolet đúng không? Chevrolet con này là của nước ngoài các bạn ơi, thì mình hiện tại đang dùng phiên bản Chevrolet phiên bản Việt Nam của anh Phạm Phúc, thì nó là sẽ có bản độ hoàn chỉnh hơn nữa. Ok, đây mình cho bạn xem cái thùng ta. Đây là thùng chở heo các bạn ơi. Thùng chở heo. Đây mình cho bạn xem. Rồi bây giờ số 1 đây. Số 1 là ném cái rào. Ở đây là đó. Rồi số 2 là bỏ cực đó. Ở thùng heo nè. Đây là thùng chở heo đó. Chứ không phải thùng chở gì hết nè. Đây là thùng chở heo. Thật sự quá. Đóng lại. Và đây là hai cái thang. Đó để cho heo lên đó. Ok đóng lại hết. Ok rồi đây thôi. Và đây là xe, đây là heo lên Hyundai. Hyundai con này mình giống con cho biết này giống con cô thần hay là con nước bí ti á, giống cực lắm. Mà heo lên con đánh lắm rồi thì mình đánh lên chỗ tên một con chó mình đặt tên nó là Milu. Milu này đi sẽ thương đó. Mình coi là Milu á. Ok, sẽ phát rồi. Ok. Còn mình cũng là bắt tốt. Chờ lên. Đó, chờ cũng bắt tốt rồi. Ok, đi rồi.
Lạc luôn rồi, trời ơi, trời ơi, lún luôn rồi, còn cái gì nữa, hay là hắt đi xe này.